Đây là một cái bài kinh rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Một cái bài kinh mà được rất nhiều người biết đến, những người các học giả học Phật pháp, cũng là đặc biệt là đối với các cái vị hành giả mà thực hành pháp của Đức Phật, thì đã nói đến cái pháp hành mà đã, nhất là các cái pháp thiền. Ai mà đã tu tập các cái pháp môn về thiền của Phật giáo thì cũng sẽ tu tập một trong bốn niệm xứ này. Cho nên là tất cả các pháp thiền nó không nằm ngoài những cái pháp thiền tứ niệm xứ, hoặc là thiền quán thân, hoặc là thiền quán thọ, hoặc là thiền quán tâm, hoặc là thiền quán pháp. Vì đây là cái con đường để đi đến niết bàn. Cho nên là cái bài kinh này là bài kinh đi trực tiếp vào pháp hành và giảng dạy để cho chúng sinh có thể đi phá vỡ những cái lầm tưởng và đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Vì vậy cho nên là để cái người mà khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh này, Đức Phật cũng giảng cho những cái bậc có trí tuệ rất là ở một cái mức độ trí tuệ rất là sâu sắc, thì mới có thể lĩnh hội được, mới có thể ngộ được. Và cái người phải có trí tuệ thì mới hiểu được cái pháp, và phải thực hành, cũng có trí tuệ mới thực hành cái pháp, và mới có thể chứng ngộ được cái pháp về cái con đường đại niệm xứ. Cho nên Đức Phật và bài kinh này, kinh là cái con đường độc nhất để đi đến niết bàn. Cái con kinh đại niệm xứ, cái nguyên nhân Đức Phật là cái nhân duyên mà Đức Phật nói ra cái bài kinh niệm xứ này, đó là ở xứ Kuru. Thì cái xứ Kuru là một cái thị trấn sầm uất, dân cư đông đúc, đời sống phong phú cả về vật chất và tinh thần. Họ có khả năng tiếp thu được những cái giáo lý thâm sâu. Đây là Đức Phật giảng cái bài pháp này ở một cái vùng mà những cái người dân ở đấy là những cái người có trí tuệ, và người ta rất là thuần thành trong giáo pháp. Tất cả mọi người đều, tất cả những người dân thường, không những những người đệ tử xuất gia mà cả những người đệ tử tại gia, họ cũng thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày. Nên người ta ứng dụng các cái pháp tứ niệm xứ này trong cái cuộc sống hàng ngày luôn. Vì thế Đức Phật đã viết ra rất nhiều bài kinh quan trọng ở cái xứ này, trong đó có cái bài kinh đại niệm xứ được rất nhiều người học tập và thực hành theo. Thì trong cái lãnh thổ này, bốn chúng đệ tử thường áp dụng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ mọi người trong những người Phật tử thường thường khuyên nhau là phải luôn luôn giữ chánh niệm, giữ chánh niệm. Vậy thì giữ chánh niệm là niệm cái gì? Niệm cái gì mà nó khởi lên cái tâm chân chánh thì đấy là gọi là chánh niệm. Và trong những cái pháp nhâm để cho cái tâm nó khởi lên chân chánh, nó là niệm một trong bốn niệm xứ. Một là niệm thân, hai là niệm thọ, ba là niệm tâm, bốn là niệm pháp. Niệm để cho nó khởi những cái tâm chân chánh khởi lên, và nó khởi lên những cái tâm phiền não, những cái tâm tà kiến si mê nó khởi lên, thì đấy cũng là được gọi là cái chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mình phải luôn luôn niệm về một trong bốn cái pháp niệm xứ. Và ở trong cái xứ Kuru này thì những cái người dân thường khi mà người ta gặp nhau, người ta sẽ hỏi nhau những cái câu hỏi về Phật pháp, nhưng người ta không có như những cái người ở cái xứ của mình gặp nhau sẽ hỏi nhau là bạn có khỏe không, công việc làm ăn tốt không, thu nhập tốt không, họ kia đấy là những cái pháp kia ra. Mà người dân ở xứ Kuru này khi mà người ta đến những cái chỗ đông đúc, những cái chỗ họ chúng đông người gặp gỡ nhau á, thì người ta sẽ hỏi nhau là này bạn đang thực hành niệm xứ nào thế? Tức là một trong bốn cái pháp niệm xứ ấy, quán thân, quán thọ, quán thân và quán pháp á. Ví dụ như là đến một cái chỗ nào đấy, những người phụ nữ khi gặp nhau người ta sẽ hỏi nhau như thế, bạn đang thực hành niệm xứ nào thế? Tức là ý muốn hỏi là bạn đang tu tập cái pháp môn là niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp thế? Nếu mà nói là có đang niệm thân thì bạn đang thực hành
đề mục niệm thân nào, niệm oai nghi hay niệm hơi thở, hay niệm xác chết, hay niệm ba hai tuổi chuộc, hay là niệm tứ đại, những cái gì liên quan đến thân là niệm thân, những cái gì liên quan đến các cái cảm giác cảm thọ là niệm thọ, cái gì liên quan đến tâm là niệm tâm, cái gì liên quan đến các pháp nằm ngoài ba cái pháp đấy ra thì đó là niệm pháp. Nếu như một cái người kia trả lời là tôi không thành niệm xứ nào cả thì cái người đấy sẽ bị chỉ trích nha. Cuộc sống của bạn thật là đáng xấu hổ, bạn đang sống là như đã chết rồi. Nếu một cái người nào mà ông không thực hành niệm xứ thì sẽ bị những cái người đồng đạo hay là những cái đạo hữu hay những cái người bà con láng giềng khác thì nó chửi ngay vào mặt luôn. Đấy, bạn sống là như đã chết rồi, cuộc sống của bạn thật là vô ích. Nếu mà một cái người sống ở trên đời này không tu tập pháp môn niệm xứ thì sống uổng phí. Gọi là ai sống 100 năm không giới hạnh không thiền chả bằng sống một ngày với giới hạnh thiền định. Sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt, thì chính là thực hành niệm xứ này, hành thiền và thấy pháp sinh diệt đấy là thực hành niệm xứ này. Thì sống một ngày bằng người khác sống 100 năm. Vậy thì ai mà không thực hành trong bốn niệm xứ thì là đang lãng phí cuộc sống. Thế rồi cái người đấy, cái người mà hỏi sẽ cho cái người mà đang thực hành niệm xứ sẽ hướng dẫn cho cái người không thực hành niệm xứ kia một cái cách để thực hành theo. Vậy và cái người bạn đạo đấy sẽ nói là này bạn, bạn hãy thực hành những niệm xứ như thế này á, niệm thân nhá, thì đi đứng là ngồi với con cúi ngước thì ấy phải chánh niệm tỉnh giác biết mình đang đi đang đứng đang nằm ngồi đang duỗi con cúi ngước, hay là khi hơi thở vào hơi thở ra mình phải biết rõ hơi thở ra đi vào hơi thở ra đi ra, cứ quán như vậy nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chứng như tham minh của đời. Thì đấy là phải tu tập ít nhất là một cái pháp từ cái pháp căn bản nhất, rồi là có cái tu tập tiến bộ rồi thì phải tu tập đến những cái niệm xứ cao hơn. Cứ như thế ai ai cũng phải tu tập, nên là cả một cái cộng đồng dân cư, tất cả cái một cái xã hội mà ai cũng biết tu tập thì cái niệm xứ như vậy thì tất cả mọi người đều có được cái tâm chân chánh, bởi vì người ta luôn luôn giữ chánh niệm. Chánh niệm thì người ta sẽ không có những cái thả niệm, khi gặp nhau người ta sẽ không nói những cái chuyện nhảm nhí, những cái chuyện vô ích, mà người ta chỉ nói về nói bàn luận về Phật pháp. Đấy là những cái người thật sự, những cái người Phật tử mà thật sự chân chính ấy, thì khi mà gặp nhau người ta chỉ làm hai việc, đó là một là bàn luận về Phật pháp thì người ta sẽ hỏi nhau về cái sự tu tập, hoặc là giữ sự im lặng thánh thiện. Có thể người ta không cần phải hỏi han, không cần phải chuyện trò, không cần phải nói chuyện với nhau, mà người ta luôn luôn thu thúc lục căn và giữ tâm ở trong chánh niệm, thì người ta không cần phải nói chuyện nữa. Thì những người Phật tử là thế, một là đã nói thì chỉ nói về Phật pháp, chỉ hỏi nhau về những cái sự tu tập, sự tu học của nhau, và sẵn sàng sách tấn sức lên nhau. Nếu như thấy một cái người mà đạo mà có cái sự phóng dật để đuôi chạy theo cục nạc thế gian tu tập thì ngay lập tức phải có cái sự tác động để cho cái vị đó phản tỉnh này, và khởi lên cái tâm gấp rút và cái tâm ham tích cái sự tu học, hoặc là giữ chánh niệm để duy trì cái chánh niệm trên cái pháp tứ niệm xứ, quán thân quán thọ quán tâm quán pháp này, và từ đó đi đến cái sự thanh tịnh, đi đến sự giác ngộ. Còn nếu như một cái người bạn đó mà có trả lời rằng là tôi đang thực hành một cái pháp niệm xứ như vậy tôi đang niệm thân, tôi đang niệm về xác chết, đang niệm hoặc là tôi đang niệm về các cái cảm thọ, hay là niệm về tâm, hay là niệm về các cái pháp, thì sẽ được những cái người bạn đạo khác xa phú nành thay tán thán ngay, tán thán với sự tu tập người ta. Cuộc sống của bạn thật là diễm phúc, bạn là một con người đích thực. Chính vì những người sống như bạn, những người giống như bạn mà chư Phật chánh đẳng giác xuất hiện trong thế gian này. Đấy là những cái người dân thường, không phải là người tu tập, mà người ta cũng còn có cái tâm đạo như vậy.
người ta cũng tu tập như vậy, là người ta sống đúng với những chánh pháp và luôn luôn duy trì chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày như thế. Thì đấy là cái đặc thù của cái người dân ở xứ Kuru. Cái xứ Kuru cho nên rằng là khi Đức Phật đến cái xứ Kuru này, Đức Phật luôn giảng dạy những cái pháp nên rất là sâu sắc, những cái pháp liên quan đến pháp hành. Vì người dân ở đây người ta đang rất là ham muốn thực hành giáo pháp, ngay cả những người dân thường người ta cũng thực hành. Cho nên là những cái người dân như vậy thì người ta sẽ chứng đạt các cái thánh đạo thánh quả rất là nhiều. Những cái xứ như thế thì những cái người phàm ở trong cái xứ đấy sẽ rất là ít, mà các bậc thánh nhân trong cái xứ đấy sẽ rất là nhiều. Thì những cái vị mà chứng đạt các đạo thánh đạo thánh quả, kể cả người tại gia, các vị ấy cũng đều là những cái bậc thánh nhân. Bởi vì người ta thực hành cái pháp này là người ta sẽ đi đến đoạn trừ phiền não và chứng đắc niết bàn. Thì đấy là cái đặc thù của dân ở xứ Kuru, và Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh này ở tại cái xứ Kuru đấy. Nội dung của cái bài kinh tứ niệm xứ: tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kuru tại Kamasathama đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất để đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ yêu, thành tịnh chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Nên đây là khởi đầu của bài kinh. Thì cái bài kinh này là Đức Phật tự, cái nhân duyên này là do Đức Phật tự thuyên, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và thuyết giảng cái bài kinh này. Trong cái đoạn kinh này, cái câu đầu tiên có cái từ tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy. Vậy thì cái từ tôi nghe như vậy là ai nghe? Cái bài kinh này, tôi nghe. Hầu như là khi mà mình đọc trong tất cả các cái bài kinh, kết tập trong kinh điển, thì bài kinh nào mở đầu cũng có một cái câu tôi nghe như vậy. Như vậy tôi nghe, tức là khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh đấy là có những cái vị thính giả, vị thính chúng ngồi nghe, và sau đó thì những cái vị mà đã kết tập lại cái bài kinh này đã tường thuật lại, đã nói lại cái bài kinh đấy của Đức Phật. Chứ bài kinh của Đức Phật, khi mà Đức Phật nói ra, đấy là một cái bài pháp thoại. Cái bài pháp thoại chứ không phải là, chứ Đức Phật không có biết thành để một văn bản để truyền bản cho mọi người phải học, mà đấy là một cái bài pháp thoại và Đức Phật thuyết giảng, và có đối tượng là những cái hội chúng, là những cái người đang trực tiếp nghe cái bài pháp đấy. Và sau đó là một trong những cái người ở trong cái hội chúng đấy đã nói lại, đã kết tập lại cái bài kinh này. Cho nên là nó là có cái từ tôi nghe như vậy. Thì tôi ở đây là ngài Ananda, ngài Anan thị giả của Đức Phật. Nghe như vậy là ngài đang tường thuật là cái bài pháp của Đức Phật. Vậy thì cái bài pháp này là ngài muốn nói lại, tức là một cái người mình đã nghe, đã thuộc lòng, và lúc này mình giống như là một cái người truyền tụng lại cái bài pháp của Đức Phật đấy. Thì ngài Anan là một cái vị thị giả luôn thân cận bên Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp cho hội chúng và ngài đã lắng nghe và thuộc lòng, thì cái hạnh của ngài Anan là có một cái hạnh nổi tiếng nhất, đó là hạnh đa văn, tức là ngài nghe rất là nhiều. Đức Phật thuyết giảng hầu như các bài pháp nào ngài cũng chú ý lắng nghe. Ngài thì lại có một cái đức tính, đó là có một cái trí nhớ phi thường. Ngài nghe xong một cái bài pháp đấy là ngài thuộc lòng luôn bài pháp đấy, ngài ghi nhớ từng câu từng chữ, từng cái ý nghĩa của cái bài pháp đấy. Đấy là cái sự rất là đặc biệt của ngài Anan là vị giả của Đức Phật. Nên là từ trải qua 25 năm mà ngài Anan là vị giả Đức Phật, thì Đức Phật đi đến đâu thì ngài cũng đi đến đấy. Đức Phật thuyết giảng cho hội chúng nào thì ngài cũng ngồi và lắng nghe cái bài pháp mà Đức Phật thuyết giảng.
thì trong cái hội nghị kết hợp kinh điển thì ngài đã tường thuật lại là cái bài tất cả các cái bài kinh đều có cái chữ tôi nghe như vậy. Thì đấy là ngài A Nan đã đang tục truyền tụng lại cái bài kinh này. Khi Đức Phật nhập niết bàn ba tháng thì tôn giả đại ca diếp triệu tập 500 vị A Nan kết hợp lại cái lời dạy của Đức Phật. Thì lúc đấy ngài A Nan đã tường thuật lại tất cả những bài kinh mà Đức Phật đã thuyết dạy. Cho nên mở đầu bài kinh thì có cái câu như vậy tôi nghe hay là tôi nghe như vậy. Tôi nghĩ như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kuru, ngài gọi các vị tỳ kheo đến là dạng có một con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Thì cái con đường độc nhất này có nghĩa là gì? Ý nghĩa tại sao Đức Phật lại nói là có một con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh? Cái con đường độc nhất, ý muốn nói là có một cái con đường độc nhất có nghĩa là không có hai con đường. Không có hai cái con đường mà đi được đến cái sự thanh tịnh, đi được đến niết bàn, đi đến thanh tịnh tức là làm cho tâm của chúng sinh được thanh tịnh. Thanh tịnh tức là diệt hết các cái ô nhiễm tham sân si. Vậy thì chỉ có cái con đường tứ niệm xứ này mới có thể làm dứt trừ được tham sân si, dứt trừ được các ô nhiễm, làm cho tâm của chúng sinh được thanh tịnh. Vậy thì nếu bây giờ ai mà tu tập một cái pháp môn nào mà nó nằm ngoài cái phạm vi của tứ niệm xứ thì nó sẽ không nằm trong cái con đường độc nhất được. Vậy thì nó sẽ không thể đi đến cái sự thanh tịnh được, không thể đi đến cái sự diệt trừ những cái phiền não nhiễm ô, mà không thể diệt trừ được tham sân si. Cho nên Đức Phật khẳng định là đây là con đường độc nhất. Con đường độc nhất này, đường độc nhất này chỉ cho cái pháp tu tứ niệm xứ này, là cái pháp tu đi đến niết bàn. Tất cả những ai đã từng chứng ngộ niết bàn ở quá khứ, những ai đang tu tập chứng ngộ niết bàn ở hiện tại và những ai sẽ tu tập chứng ngộ niết bàn ở tương lai thì cũng phải tu tập bốn niệm xứ này, ngoài ra không có con đường nào khác để chứng ngộ niết bàn. Vì vậy tứ niệm xứ là con đường độc nhất. Thì vì cái pháp tứ niệm xứ này nó sẽ bao gồm tất cả những cái pháp phát hành, tất cả những cái phương pháp nào mình thực hành, một cái đề mục nào hay là một cái phương pháp nào thì cũng bao gồm ở trong đấy là tứ niệm xứ mà rồi. Thì khi mà tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, thì tất cả những cái đề mục tu tập nào liên quan đến thân thì đấy là quán thân. Quán thân có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, dù là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là mình tu tập ở cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, thì tất cả những cái gì nó liên quan đến thân là tu tập về thân, cái gì nó liên quan đến tâm là tu tập về tâm, cái gì liên quan đến cảm thọ là tu tập về thọ, cái gì liên quan đến các cái pháp, tất cả những cái pháp khác thì đấy là tu tập về pháp. Thì chỉ có tu tập về bốn cái pháp quán niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp này thì mới có thể đi đến niết bàn. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, cái sự cái thanh tịnh cho chúng sinh này có ý nghĩa gì? Thanh tịnh ở đây là chúng sinh sẽ bây giờ tại sao nói là chúng sinh, bởi vì những cái chúng sinh là còn sinh ra và chết đi. Tại sao còn sinh ra và chết đi? Bởi vì còn có phiền não tham sân si. Và cái sự tu tập đi đến thanh tịnh tức là từng bước đi đến cái sự thanh tịnh là để gột rửa những cái ô nhiễm phiền não ở trong tâm. Mình gột rửa được một chút nào thì mình thanh tịnh được một chút đấy. Chúng sinh tham đắm ngũ dục có nhiều cấu uế ô nhiễm, có nhiều phiền não. Những ai mà có cái tâm tham đắm nó rất là lớn, người đó là cái người đang có cái sự cấu uế rất lớn. Cái người cấu uế rất lớn như thế khi gột rửa sẽ phải gột rửa rất là mất rất là nhiều cái thời gian và công sức mới cuộc rửa được những cái cấu uế ngủ ngầm ở trong tâm. Những cái ai mà có cái lòng sân hận lớn là người đang có cấu uế. Những ai mà có tà kiến, có sự si mê, có ngã mạn, có cái sự phóng dật, thì đấy tất cả những cái đấy nó đều là cấu uế, đều là những cái tâm ô nhiễm. Vậy thì cái con đường tu tập tứ niệm xứ này
nó sẽ từ từ nó sẽ gột rửa những cái cấu uế đấy đi, nó sẽ đánh tan những cái cấu uế ở trong tâm đi. Nó giống như là bây giờ mình có một cái vật gì đó mà nó dơ bẩn, lâu ngày không đánh rửa thì bây giờ nó cấu uế và nó có cái sự ô nhiễm dày đặc. À, bây giờ mình muốn đánh rửa nó cho nó thành trong sáng, giống như là một cái viên, giống như là viên ngọc mà nó vùi ở trong đất, lâu ngày nó bị những cái bụi đất nó cấu uế ra, hay là cái gương mà nó dính những cái bụi trần ấy. Bây giờ một cái gương nó rất là trong sáng, nhưng mà do mình để ở ngoài trời lâu ngày, những cái bụi nó bám vào, hàng ngày nó càng dâu sâu dày, thì nó đấy là những cái cấu uế. Và bây giờ mình muốn có cái gương trong sạch, trong sáng, thì mình phải đánh rửa những cái cấu uế đấy đi. Phải lấy cái gì để mà đánh rửa cái cấu uế đấy? Mình phải dùng một cái chất tẩy gì đó nó rất là tốt, chất lượng cao thì tẩy nó mới hết. Thì bây giờ mình lại dùng những cái chất ô uế hơn thì mình tẩy nó thì nó có hết không? Cho nên là trong tâm mình nó cũng thế, nó có rất nhiều cái cấu uế tham sân si phiền não tích lũy từ đời này sang đời khác, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mình để cái gương ra ngoài trời này có mấy ngày mình đã thấy nó ô uế rồi, là phải còn lau mãi nó mới sạch được. Không chỉ là cái tâm của mình đã để nó đắm nhiễm cái bụi trần từ rất là nhiều đời nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp, cái cấu uế, cái ô nhiễm của nó tích lũy sâu dày như vậy. Bây giờ mình đánh rửa nó không phải là chuyện dễ, mình phải dùng một cái chất tẩy cực mạnh. Cái chất tẩy đấy là mình dùng cái gì mình tẩy nó? Chính là dùng tứ niệm xứ để tẩy. Vậy thì cái tâm của mình phải có một cái pháp để mà tẩy trừ cái cấu uế này, chính là tu tập tứ niệm xứ, làm cho cái tâm thanh tịnh lên, làm cho cái tâm nó tỏa sáng ra, làm cho những cái cấu uế này nó bớt dần đi. Ví dụ như bây giờ những cái chúng sinh mà không được nghe chánh pháp thì cái người ta không có cái ý thức đánh được cái nội tâm, và càng ngày người ta càng càng đi tích lũy những cái bụi trần này, làm cho những cái trần hay là làm cho những cái dục trần này nó lại cái tích lũy sâu vào. Cho nên là cái người mà không biết đến Phật pháp, không được nghe Phật pháp, không tu tập theo giáo pháp thì cái người đấy cái nội tâm bị cấu uế rất là nặng. Cái người đấy thì sẽ ở trong cái dòng sinh tử này lâu dài thì giống như là mặt trời bị mây che và che càng ngày càng dày đặc, không biết đến khi nào mới tỏa sáng được. Còn một người mà biết nghe chánh pháp, có cái sự hiểu biết đúng, họ có được một cái niềm tin thanh tịnh, thì những cái người đấy đơn giản là họ mỗi khi làm một cái điều gì đó có lỗi lầm, họ biết xấu hổ những cái điều lỗi lầm đấy, mỗi khi làm một cái việc gì đó có tội lỗi, họ biết đây là tội lỗi. Cái người biết khi mà có làm một cái việc có lỗi, biết đây là có lỗi, thì cái người đấy đã có một chút tiến bộ. Khi mà biết làm những cái việc bất thiện, biết đây là việc bất thiện, có cái sự sợ hãi với cái việc bất thiện đấy, thế đấy là đã cái người đấy đã có được một cái ý thức muốn gột rửa cái nội tâm rồi, là cái cấu uế nó đã có một phần nó đã được giảm nhẹ đi, vì đó sẽ không cố ý tích lũy những cái cấu uế, những cái phiền não sâu dày nữa, mà có cái ý thức là mong muốn được diệt trừ những cái phiền não này, mong muốn đạt đến cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm. Thế thì một cái người mà tu tập giới thanh tịnh, ví dụ vị đó luôn luôn có cái sự giữ gìn những cái giới, những cái giới căn bản, thì cái vị đó sẽ đạt được cái sự thanh tịnh về thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Giữ giới nghĩa là vị đó luôn trang nghiêm ở nơi thân, không làm những việc bất thiện ở nơi thân. Ví dụ như một người Phật tử tại gia phát nguyện giữ giới, thì thân họ sẽ không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu họ sẽ không nói những cái điều dối trá, thì điều đó họ sẽ đạt được cái thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Đấy là một cái mức độ tu tập thấp thì đạt được cái sự thanh tịnh thấp.
Nhưng mà một cái người giữ giới đấy, người ta không thể nào đoạn trừ khống chế như được cấu uế tiền não ở trong tâm, tức là tham sân si không thể nào diệt trừ. Mà cái vị đấy cần phải tu tập đạt đến mức gọi là tu tập về thiền định. Thì cái người tu tập về thiền định mới chế ngự được năm thiền cảm. Chứ còn người tu tập giữ giới không chế ngự được năm thiền cảm. Năm thiền cảm nó bất âm thầm, nó khởi lên. Vậy thì khi mà thực hành tu tập về thiền định thì mình này sẽ chế ngự được năm thiền cảm. Lúc đấy làm cho tâm được thanh tịnh. Thì mỗi người thì có một cái cấu uế nặng về một cái loại cấu uế khác nhau. Như có người thì nặng về cái ánh tham ái, có người thì nặng về cái ánh sân hận, có người thì nặng về cái ánh si mê. Cho nên là mỗi người sẽ tu tập những cái pháp môn nó phù hợp với cái căn tánh của mình. Ở trong thiền định thì chia ra làm 6 loại căn tính, như tánh tham, tánh sân, tánh si, có tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy. Thì những cái người có những cái tánh đấy thì tu tập một cái pháp môn nào, một cái đề mục nào cho nó phù hợp. Cái tánh tham thì phải quán bất tịnh, quán thân tập tích. Tánh sân thì phải hành thiền tâm từ. Tánh si thì phải quán chú tâm. Thì si có nghĩa là phóng dật năng tham, thì cột tâm vào hơi thở để nó bớt đi. Tánh tín thì niệm ân đức Phật. Tánh tuệ thì phân tích tứ đại. Tánh tư duy thì cũng giống như là tánh si, thì cột cái tâm vào một cái đối tượng nào đó. Thì là cái tâm nó sẽ được thanh tịnh lên. Thì trong cái pháp tứ niệm xứ có cả thiền chỉ và thiền quán. Ví dụ như là một cái người thực hành cái pháp niệm thân, vì đó cái bước đầu là niệm oai nghi, đi đứng nằm ngồi cũng có cung ngưỡng vị ấy tỉnh giác và niệm rõ tất cả những cái hoạt động ở trên thân của mình, đấy cũng là niệm thân. Và cái niệm hơi thở vào ra thì cũng thuộc về niệm thân. Quán về ba hai thể trường, hay là quán về cái xác chết, tử thi, bộ xương thì đấy đều là niệm thân, thì cũng đạt được những cái pháp niệm về thiền định, làm cho cái nội tâm được định chỉ, làm cho các cái năm cái thiền cái kia được chế ngự và nội tâm bị đó được thanh tịnh. Vậy thì đấy là cái sự thực hành một trong những cái pháp niệm xứ đấy, thì bắt đầu tâm bắt đầu dần dần được thanh tịnh, tâm của vị đấy cũng dần dần được thanh tịnh, bớt những cái câu ấy phiền não đi. Những ai mà tu tập về thiền tuệ như quán thân thuộc về các cái pháp chân đế, quán thọ mà quán thọ ở các pháp chân đế, quán tâm quán pháp theo những cái pháp chân đế thì đạt được chi kiến thanh tịnh. Tức là pháp chân đế là những cái pháp mà rất là sâu thâm sâu, cũng như là quán được các cái hạt sắc chân đế, quán được các cái tâm, các cái đặc tính của từng các cái tâm chân đế, nó có tâm tâm sở đi kèm theo, thì cái người đấy sẽ đạt được đến cái chi kiến thanh tịnh. Và tùy theo cái mức độ mà tu tập về cái thiền tuệ đấy, và cái mức độ thanh tịnh cứ từ từ đi từ thấp đến cao, mình đạt được cái mức độ thanh tịnh từ cái mức độ thấp, đạt đến cái mức độ trung bình, đạt đến mức độ cao và đạt đến cái mức độ là tuyệt đối. Từ từ cái sự cái tâm mình sẽ đạt đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Kiến thanh tịnh tức là ở cái bước thanh tịnh đầu tiên của trí tuệ, cái bước trước là thân khẩu ý và tâm được thanh tịnh, nhưng mà cái đấy nó chỉ là thanh tịnh tương đối thôi. Mà tu tập về đến trí tuệ này nó sẽ đi đến cái mức thanh tịnh tuyệt đối. Thì ở cái bước đầu tiên vị đấy có được cái chánh kiến, tức là có được cái thấy đúng, thấy được những pháp chân đế, thấy được các cái pháp thực chân thực tối hậu. Thì đó là khi mà vị đó phân biệt được danh và sắc thì vị đó mới là người có chánh kiến. Khi mà có được chánh kiến, vị ấy bước vào cái chi đầu tiên của bát chánh đạo, là vì đó có được cái chánh kiến là đã bước được cái bước đầu tiên trên cái con đường, trên cái lộ trình đi đến niết bàn. Thì cái vị nào mà phải đạt được một cái nội tâm rất là sâu sắc, và sau đó vị này phân biệt được cái thân này là các cái hạt sắc chân đế, còn các cái tâm thì nó là những cái cảm thọ, những cái tâm nhận biết cảnh và những cái tâm sở, đó gọi là thân thọ tâm pháp. Phân biệt được năm cái đấy, bốn cái này, bốn cái pháp này ở cái mức độ chân đế rồi thì đó là được một cái người kiến thanh tịnh, là người có thánh kiến.
đấy thì những cái tà kiến nó mới bớt đi, tức là những cái tưởng chi sai lầm, tưởng chi như vị đó tưởng chi là đây là người nam, đây là người nữ, người già, người trẻ, người đẹp, người xấu, tưởng chi về các cái hình dáng, cái hình dáng bên ngoài, chấp vào những cái tướng, những cái hình danh sắc tướng ở bên ngoài, và lúc ấy nó mới biến mất. Tức là khi mà cái người mà chưa đạt được cái kiến thanh tịnh, tức là chưa đạt được cái trí tuệ, thấy được các cái pháp thực sự tối hậu, các cái pháp gọi là cái pháp chân đế hay các cái pháp chân thật ở cái mức độ tột cùng, những cái gì mà có hình sắc nó chỉ là những cái hạt sắc chân đế, giống như những hạt nguyên tử, những cái hạt vi trần nhỏ bé, những cái gì thuộc về tâm thì nó chỉ là các cảm thọ, các cái tâm, các cái tâm sở. Thấy được như thế thì lúc đấy vị đó mới là thấy sự thật. Còn mình thấy bằng mắt là mình chưa thấy được sự thật, thấy bằng mắt là thấy là mình đang tưởng, mình thấy nó có hình dáng, có màu sắc, có tướng trạng, và mình chấp vào là mình chấp trước là người này đẹp, người này xấu, người này cao, người này thấp, người có cái sự hơn thua yêu hết không đấy. Còn nếu mà khi mình thấy được bằng trí thì nó sẽ không, nó sẽ phá vỡ hết tất cả những cái hình tướng ở bên ngoài. Thì cái vị đó là người có được cái thấy thật sự, gọi là kiến thanh tịnh, thấy đúng với sự thật, đoạn nghi thanh tịnh. Nghi ở đây là mặc dù mình được học Phật pháp, Đức Phật có dạy là cái người nào mà tạo cái nghiệp thiện thì sẽ được cái hạnh phúc an vui, tạo nghiệp ác thì sẽ phải chịu khổ đau, bị cái dòng luân hồi nó cuốn trôi sinh tử, đoạn mà các cái cõi khổ. Mình được được học như thế, nhưng mà tại sao mình không hành? Mình có được học nhưng mà tại sao mình không hành? Tại sao mình vẫn cố ý làm những cái việc bất thiện? Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mình được nghe pháp như thế, nhưng mà cái niềm tin nó chưa có đạt đến cái mức tuyệt đối. Nếu như cái niềm tin nó đạt đến cái mức tuyệt đối thì mình mới thật sự dừng hết tất cả việc ác này và chỉ chuyên tâm làm việc này. Vậy thì cái người nào mới đạt được cái niềm tin tuyệt đối? Đó là khi nào mình phân biệt được nhân duyên, phân biệt được các nhân duyên sinh ra danh sắc do vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh duyên lục nhập. Tức là cái gì đó khi nào mình quán được là tại sao cái cuộc đời này vui ít khổ nhiều, đầy những cái sầu bi khổ im não, đầy dẫn những cái sinh già bệnh chết, thì mình sẽ quán được là do mình có tái sinh cho nên là có già chết, sầu bi khổ im não. Tại sao có tái sinh là do có nghiệp ý. Tại sao thì mình phải quán, mình thấy được cái nghiệp ở cái thời điểm cận tử ở trong kiếp trước, nó mới là cái nguyên nhân khiến cho mình có cái dòng tục sinh, cái tâm thức tục sinh này nó mới lớn, nó mới khiến cho mình sinh ra đời này, trở thành cái thân năng uẩn này. Cho khi có cái thân năng uẩn này thì cảm thọ rất nhiều những cái nỗi khổ đau về thân và về tâm. Vậy thì quán ngược lại, tại sao lại có cái nghiệp này? Do có chấp thủ. Tại sao có chấp thủ? Nó có tham ái. Tại sao có tham ái? Đó là do có những cảm thọ. Tại sao có cảm thọ? Do có xúc. Tại sao có xúc? Là do có lục căn với lục trần. Tại sao có lục căn lục trần? Là do có thanh sắc. Sao có thanh sắc? Là do có thức. Sao có thức? Là do có hành động tạo nghiệp. Tại sao có hành động tạo nghiệp? Là do có vô minh, hiểu biết sai lầm. Thì từ cái đấy mà đi, khi bị nó quán được như vậy thì vị đó mới có cái niềm tin thì ra là nó có tất cả nó đều là có nhân có duyên, tất cả các pháp trên thế gian này nó đều là có nhân có duyên, tức là mình tin tuyệt đối vào cái nghiệp nhân quả, tạo cái nhân gì nó sẽ ra cái quả, cái tạo cái nhân thiện thì nó ra cái quả an vui, tạo nhân ác thì nó chịu cái khổ đau. Thì cái người quán chiếu, khi mình quán được, mình phân biệt được các danh sắc chân đế rồi, mình mới thấy được cái nhân sinh ra danh sắc chân đế, tức là phân biệt được nhân duyên, thì lúc đấy mới có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp, lúc đấy mới đoạn trừ được tất cả những cái hoài nghi. Vậy cho nên cái người mà khi mà đã thực hành đến cái nghiệp, thấy được các cái nghiệp và quả của nghiệp thì vị đó mới thật sự là dừng những cái việc bất thiện lại, vì đó không dám tạo những cái ác nghiệp để phải đi đọa và những cõi khổ đau nữa. Chứ còn nếu như với một cái người mà mình chỉ có nghe giảng về Phật pháp, tại vì cái niềm tin nó chưa được đoạn,
nó chưa tuyệt đối, cái hoài nghi nó vẫn khởi lên. Cho nên khi mình gặp những cái cảnh hấp dẫn, mình vẫn bị lôi kéo, mình gặp những cảnh chướng ngại, sân hận nó vẫn khởi lên. Chính vì những cái ô nhiễm, cái phiền não đấy, nó khiến cho mình vẫn tạo ác nghiệp. Còn đến cái giai đoạn mình quán được những cái, để mà đoạn được cái hoài nghi rồi, thì lúc đấy cái tâm nó quên chi về nghiệp và quả của nghiệp này, nó rất mạnh, nó khởi lên một cái niệm bất thiện là nó đã cảm thấy sợ rồi, và không dám làm cho cái tâm bất thiện đấy khởi lên mạnh nữa. Vì vậy cho nên là cái người đấy mới không dám tạo những cái ác nghiệp nữa. Rồi thì cái vị đó được gọi là đoạn nghi thanh tịnh, tức là vị lúc đấy là vị đó thanh tịnh được những cái hoài nghi, có cái niềm tin, và vị đó sẽ trở nên tu tập một cách nó cao độ hơn, và vị đó đạt đến cái phi đạo chi kiến thanh tịnh, tức là khi phân biệt được tam tướng vô thường của vô ngã, thấy được cái tính sinh diệt trên thân thọ tâm pháp ở mức độ non yếu, thì nó đạt phi đạo chi kiến thanh tịnh. Tức là cái vị này là tu tập về cái pháp thiền tuệ. Nếu mà ở cái mức độ tuệ nó còn non yếu thì nó sẽ còn sinh ra nhiều cái lầm tưởng, vậy đó đôi khi sẽ rơi vào những cái phiền não. Những cái phiền não ví dụ như là tu tập đến cái giai đoạn này, vì đó đạt được một cái trí tuệ nhạy bén, xong là vị đó là nếu như cái vị đó mà có cái tưởng là mình đã đạt những cái gì đó cao siêu lắm, thì cái vị đó sẽ rơi vào đạt phi đạo. Nhưng mà vị đó thực hành và vượt qua được cái giai đoạn này thì vị đó sẽ đạt được cái chi kiến thanh tịnh cao hơn, vượt qua được cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, biết tức là biết đó vượt qua được các cái ủy phiền não, những cái phiền não nó tiềm ẩn ở trong những cái trí tuệ ấy. Tức là có những cái khi mình đạt được trí tuệ, mình sẽ thấy mình có cái trí tuệ sắc bén hơn, và lúc đấy mình sẽ thấy giống như mình có cái gì đó nó cao siêu hơn mọi người, và lúc đấy vì đó có thể rơi vào cái sự ngã mạn, thì đấy được gọi là cái tùy nghiên, những cái tùy phiền não, hay là cái những cái phiền não vi tế nó bám theo những cái trí tuệ ấy. Thì ở cái giai đoạn ấy phải đạt phi đạo chi kiến thanh tịnh, và vì đó phải tiếp tục quán cho đến khi cái trí tuệ nó già mạnh, thì nó sẽ diệt được những cái tùy phiền não ấy đi, thì nó sẽ đạt được đến cái mức độ gọi là cái tuệ già mạnh hơn. Vì đó là được tuệ sinh diệt già mạnh, thấy được cái tính sinh diệt trên thân và tâm và danh sắc, thấy được cái sự hoại diệt, thấy được cái sự kinh cảm, thấy sự được cái sự quá vọng, tức là thấy được cái sự nỗi lầm ở trên cái danh sắc, rồi nhàm chán đối với thân năm nguồn danh sắc, rồi muốn giải thoát khỏi cái danh sắc này, rồi giản trạch là quyết định giải thoát hành sản cái tuệ mà nó quân bình lại, tuệ thuần thứ là sẵn sàng thoát ni, rồi đạt đến chi kiến thanh tịnh, rồi đến cái giai đoạn vị đấy đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối khi vị ấy đạt đến các cái đạo như là chuyển tộc, tuệ chuyển tộc, tuệ đạo, tuệ quả và tuệ phản kháng. Đấy là khi vị đó đạt được cái pháp siêu thế và đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Đến cái lúc này thì các phiền não được diệt trừ, và những cái phiền não nào đã diệt trừ thì giống như cây tana bị chặt đầu, giống như một cái cây nó không bao giờ nó có thể mọc lên được nữa. Nhưng mà những cái khi đạt đến cái pháp siêu thế, cái tuệ đạo nó khởi lên, nó đoạn trừ cái phiền não, thì không bao giờ cái phiền não đấy đã đoạn trừ thì không bao giờ sinh trở lại được. Và cái lúc đấy cái tâm vị đó mới thật sự là thanh tịnh và thể nhập với thanh tịnh và tuyệt đối thanh tịnh. Vậy thì cái con đường đi đến thanh tịnh là thế, tứ niệm xứ là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh, chính là cái thanh tịnh tuyệt đối, cái thanh tịnh của cái đạo siêu thế niết bàn này. Thế nên Đức Phật mới thuyết giảng cái bài kinh tứ niệm xứ là để đi đến cái sự thanh tịnh như vậy. Đấy, là thanh tịnh đến khi nào mình đạt đến tuệ đạo tuyệt cả này. Mà thế nào là vượt khỏi sầu bi? Vượt khỏi sầu bi là cái gì?
đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh và vượt khỏi những cái sầu bi. Thế sầu bi là những cái nỗi khổ về tâm, những cái ô nhiễm về tâm, cái nỗi khổ đau thuộc về tinh thần. Ví dụ như là khi mình gặp những cái cảnh mình mong cầu không đạt được, cho nên mình sẽ sầu bi. Mình ưa thích yêu quý một cái gì đó mà mình phải xa lìa thì mình sẽ sầu bi. Bây giờ mình mà có người thân qua đời mình sẽ than khóc, thì đấy là sầu bi. Mình mong muốn một cái điều gì đó mình không đạt được, mình sầu bi. Quan tráng là gặp gỡ nhau thì lúc nào cũng có những cái hành động lừa nói và ý nghĩ làm hại nhau, từ đó là cho nên là sầu bi. Những người mà ghét nhau mà phải sống gần nhau, đấy là sầu bi. Rồi là những cái tâm trạng nó thiếu quân bình. Khi mà cái tâm trạng mình nó trở nên nó bị bất ổn, nó bị mất cái quân bình, như là mình vui quá thì mình cũng bị khùng lên, nó cái tâm nó bị dao động. Khi mà mình buồn quá về một cái chuyện gì đó, mình lo lắng quá về một cái chuyện gì đó, mình làm việc về tâm, mình làm việc một cái chuyện gì đó, mình làm một cái việc gì đó nó quá căng thẳng, thì những cái trạng thái đấy nó bị mất quân bình, cho nên là nó cũng sinh ra cái sự sầu bi, nó sinh ra những cái bệnh về thân, những cái bệnh về tâm. Mình cảm thọ những cái nỗi khổ về thân, cảm thọ những cái nỗi khổ về tâm, thì đấy là những cái trạng thái sầu bi. Khi nào một cái tâm ưu nó khởi lên thì lúc đấy có sầu bi. Cứ lúc nào mình thấy là trong lòng mình có cái sự ưu phiền khởi lên thì đấy là sầu bi. Những sầu bi ấy sinh ra từ cái sự ngu si, từ cái tham ái, từ cái chấp thủ. Vì mình có vô minh, có sự ngu si, tham ái, chấp thủ, thì cái ngu si, tham ái, chấp thủ này chính là câu uế phiền não che lấp cái tâm thanh tịnh. Cho nên là và bây giờ mình muốn vượt được khỏi cái sầu bi này thì mình sẽ nương vào cái pháp tứ niệm xứ này, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, này sẽ làm cho mình diệt được những cái sầu bi. Đoạn trừ được những nỗi khổ ưu, đoạn trừ được khổ ưu, thế nào là đoạn trừ khổ thân thọ khổ. Khổ là những cái nỗi đau khổ nó thuộc về thân, như khi mình đói, khát, nóng lạnh, ốm đau, bệnh tật là chết, đấy là những cái nỗi khổ thuộc về thân. Vì nó từng có thân từ vô lượng kiếp nên mình đã thọ vô lượng khổ. Cái nỗi khổ già sinh ra rồi lại già, chết xong lại sinh rồi lại già, bệnh chết lại sinh, già bệnh chết, thì đấy là cái nỗi khổ, nỗi khổ ở trong cái dòng sinh tử từ muôn đời muôn kiếp. Và cái nỗi khổ này mình chưa vượt qua, mình cứ còn chết rồi lại còn tái sinh. Bây giờ muốn vượt qua được cái nỗi khổ về cái dòng sinh tử đấy thì phải thực hành tứ niệm xứ. Do những cái hành động bất thiện mình tạo trong quá khứ, nghiệp ấy cũng vô minh tham ái chấp thủ mà ra. Khi thực hành tứ niệm xứ để mình xóa đoạn trừ được những cái vô minh tham ái chấp thủ này, đấy, thì mình sẽ đoạn trừ được khổ đau. Các ngày nào trong tâm mình nó còn những cái ô nhiễm, còn những cái vô minh tham ái này, còn những cái chấp thủ này, lại còn những cái phiền não luôn, thì mình còn luôn hồi. Khi nào hết phiền não luôn thì mình sẽ hết luôn hồi. Vậy mình muốn diệt trừ được những cái này thì chỉ có thực hành tứ niệm xứ, phải quán thân. Quán thân là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì mình mới có thể diệt trừ được nó. Còn thế nào là thành tựu được chánh trí? Diệt trừ khổ ưu, thành tựu được chánh trí. Chánh trí là cái trí tuệ, là cái sự tuệ chi thấy các sự thật. Các sự thật ấy không thể thấy bằng mắt mà phải thấy bằng trí tuệ thâm sâu. Ví dụ như là một cái người mình quán thì mình thấy được các cái tâm, chia sẻ được các cái tâm khác nhau. Bây giờ biết ai cũng có tâm, ai cũng có thân, nhưng mà bây giờ với cái sự suy luận của mình thì mình không thể biết được, mình không thể chia sẻ phân tích nó ra các cái tầng tâm khác nhau được. Thế nào là tâm tham, thế nào là
tâm sân, thế nào là tâm si, tâm tham, nó có những cái trạng thái gì, nó có nó đi kèm với những cái tâm sở gì, tâm sân nó đi kèm với những cái tâm gì, tâm si nó đi kèm với tâm gì, nguyên nhân nào nó khởi lên tâm tham, nguyên nhân nào khởi lên tâm sân, nguyên nhân nào khởi lên tâm si, nguyên nhân nào khởi lên tâm thiện, nguyên nhân nào khởi lên tâm bất thiện. Thì bằng cái sự suy luận bình thường, cái sự phân tích trên khái niệm ấy, mình không bao giờ thấy được các cái sự thật tối hậu này. Nhưng mà nếu mà thực hành theo tứ niệm xứ thì mình mới phân tích được các cái sự thật tối hậu này. Thì lúc đấy mình mới phân biệt được tâm. Thì lúc đấy khi mình phân biệt được tâm, có nghĩa là mình thành tựu được một cái loại trí tuệ, tuệ chi về tâm. Thấy được các tâm sở là mình thành tựu được những cái trí tuệ. Thấy được các cái sắc, thấy được niết bàn thì đấy đều là, hoặc là thấy được các nhân sinh ra cái thân thọ tâm pháp này, đấy là mình thành tựu được trí tuệ. Đấy, cái trí tuệ ở đây, cái trí tuệ là cái giác ngộ. Giác ngộ là khi mình thấy được các sự thật tối hậu thì được, lúc đấy được gọi là có trí tuệ. Trí tuệ thì mình thấy được danh sắc, trí tuệ thấy được nhân duyên, trí tuệ thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã trên cái thân và cái tâm, hay là cái danh và cái sắc này, thì đấy là trí tuệ. Trí tuệ đấy nó đạt đến cái mức tuyệt đối, đạt đến cái mức độ cao hơn, là nó thấy được niết bàn, thì đấy là thành tựu được chánh trí. Những cái trí tuệ thấy những cái sự thật, thấy những cái điều, những cái điều chân chánh, thì đấy được gọi là thành tựu được chánh trí. Thành tựu được chánh trí thì cũng đồng nghĩa với chứng ngộ niết bàn. Người nào thành tựu được chánh trí thì người đấy sẽ chứng ngộ niết bàn. Vậy thế nào là chứng ngộ niết bàn? Chứng ngộ niết bàn là làm sao? Chứng ngộ niết bàn là cái trí tuệ thấy được cái sự diệt tận trên danh sắc. Danh sắc tức là sắc là cái thân tứ đại của mình, còn danh tức là các cái cảm thọ, các cái tâm và các cái tâm sở. Đó là gọi là danh sắc. Do thực hành tứ niệm xứ đạt đến một cái sự thuần phục, vị ấy thấy được danh sắc, thấy được cái nhân sinh ra danh sắc, thấy tính vô thường trên danh sắc, thấy cái tính khổ trên cái vô thường, thấy được cái tính vô ngã trên cái khổ này. Vị ấy tuệ chi danh sắc bên trong bên ngoài, tuệ chi là quá khứ vị na hiện tại, cao thượng hạ nhiệt vô tế xa gần. Tất cả những cái sắc đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ấy tuệ chi như vậy cho đến khi vị ấy hiểu rõ bản chất của danh sắc là vô minh, tham ái chấp thủ với danh sắc được diệt trừ, thì vị ấy diệt tận được cái sự tham ái đối với danh sắc. Khi mà vị ấy hiểu rõ được cái tính vô thường, vì danh sắc nó sinh lên nó diệt đi luôn, nó sinh lên nó diệt đi, nó không tồn tại đâu. Bằng cái mắt thường mình không thấy được cái tính sinh diệt gì đấy là. Cái người này hôm qua nó còn trẻ mà sau nay nó đã già, hôm qua tóc đen mà sau nay thành tóc trắng, hôm qua thì lông thẳng mà sau nay lông còng, mình thấy như thế là do mình thấy bằng con mắt, còn thấy được bằng cái trí thì mình sẽ thấy luôn những cái hạt tế bào hay là những cái hạt sắc sắc thân này, những hạt sắc pháp ở trong thân này, nó sinh lên một cái nó già ngay lập tức và nó chết liền, xong nó lại sinh lên, nó giảm lên, nó cứ liên tục như vậy, sinh trụ hoại diệt như thế, cứ liên tục. Bằng cái trí tuệ thì thấy được cái liên tục đấy, thì thấy được cái sự mà nó biến dị đổi thay liên tục, không một phút giây ngừng nghỉ, không có lúc nào mà nó đứng yên, cái gì nó cũng thế. Cái nhà mình sẽ xây xong mình bảo hôm nay xong rồi sao cái nhà đẹp, 10 năm sau gặp lại, ôi sao cái nhà này nó đã sắp sụp đến nơi rồi. Nhưng mà không phải là 10 năm nữa nó mới sụp đâu, mà nó đang sụp dần dần. Nó cứ tất cả những cái gì vật chất này nó là sắc. Khi bằng cái trí tuệ mình thấy nó có cái tính sinh, nó có cái tính diệt, nó có cái tính sinh, có cái tính hoại và có tính diệt. Cái sinh rồi nó hoại, nó diệt, tinh nó sinh lên rồi nó hít, rồi nó già đi, nó chết, nó sinh già chết. Thì những cái vật chất vô tri ở bên ngoài này thì nó có cái những cái hỏa đạo, cho nên là nó cứ sinh lên. Rồi là nó lại già để nó chết đi, xong là nó lại cái hỏa đạo của nó lại tái tạo một cái xác khác của nó lại sinh lên, già nó chết đi, cái hỏa đạo của nó lại cứ tái tạo ra một cái xác mới khác, cho nên nó cứ tồn tại như vậy cho đến một cái lúc nào đấy, thế thì tính hỏa đạo dần dần nó sẽ bớt đi, nó yếu đi,
thì lúc đấy là nó sẽ hủy diệt rất là nhanh. Cho nên là cái gì mà mình thấy là nó ở cái nơi ở thấp ấy là nó sẽ diệt nhanh, thì cái hỏa đại nó chóng nó yếu đi mà. Nên bây giờ mình đem người mình xuống dưới nước mình ngâm ra rất là chóng hư hoại, chóng mục. Nhưng mà đi ăn phơi khô sao thì để được rất là lâu. Cái gì mình phơi khô là hỏa đại nó nhiều mà, nên nó cứ sinh xong là cái hỏa đại nó lại tái tạo ra. Thì còn những cái ở bên trong cơ thể của mình nó cũng thế, những cái hạt sắc trong cơ thể của mình nó cũng thế, nó cứ những cái nó có cái sắc do nghiệp nó sinh ra. Nhưng mà cái nghiệp nó mạnh, nó chết đi xong là cái nghiệp nó lại là một cái nhân, nó lại sinh những cái sắc khác, phải nói già chết đi trong là do những cái nghiệp nó còn là tồn tại quá khứ, nó lại tạo ra một cái sắc khác, nó lại sinh thì già nó chết, nó cứ liên tục như vậy. Nghiệp sinh vô tâm, do thời tiết, do vật thực sinh, nó cũng như thế. Thế là cái mình thấy được cái sự vô thường đấy, đấy là một cái sự trí tuệ hiểu về cái sự thật. Khi mà thấy được cái sự vô thường rồi thì mình diệt trừ được cái ảo tưởng về cái thường, diệt trừ được cái ảo tưởng về cái thường rồi thì mình cũng diệt trừ được cái vô minh. Cái ảo tưởng chính là cái vô minh là ảo tưởng. Diệt trừ được cái vô minh rồi thì tham ái với thanh sắc nó diệt, chấp thủ thanh sắc nó diệt, nó mới thấy được cái sắc danh sắc này không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Thì cái lúc đấy nó thấy được cái tính diệt tận của danh sắc, tức là lúc đấy nó sẽ thấy được niết bàn. Nó thấy được niết bàn đấy là thành tựu được chánh trí, cái trí tuệ nó thấy được những cái tính sinh diệt này, nó thấy được cái sự vô thường của vô ngã đấy, nó đạt đến cái sự thể nhập và nó chứng đắc niết bàn này. Vậy thì cái con đường tu tập tứ niệm xứ sẽ để phát triển cái tâm, phát triển cái trí tuệ, thấy các cái sự thật đấy, và thể nhập với các sự thật đấy, và để chứng ngộ niết bàn. Tâm thấy niết bàn đấy là tâm thánh đạo, có nhiệm vụ đoạn trừ phiền não. Tâm an trú niết bàn là thánh quả, hưởng thụ cái sự tịch diệt, cái tâm tịch diệt an tịnh lặng lẽ của niết bàn, thánh đạo thánh quả. Thì đấy là cái sự gọi là chứng đắc niết bàn. Chứng đắc niết bàn khi nào mình có được chánh trí. Muốn có được chánh trí thì phải thực hành tứ niệm xứ. Trong bài kinh Đức Phật dạy tiên thế nào là bốn, cái bốn niệm xứ, cái bốn niệm xứ là cái gì, và ở đây Đức Phật sẽ giải thích cái bốn này thế nào là bốn. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo nương vào nơi thân, quán sát thân, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mi của đời. Nương vào các cảm thọ, quán sát các cảm thọ, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mi của đời. Nương vào tâm, quán sát tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mi của đời. Nương vào pháp, quán sát pháp, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mi của đời. Là bốn cái gọi là niệm thân đấy, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thế thì mình có thể chọn một trong bốn cái này, mình nương cái tâm vào đấy, mình quán sát, mình tuệ cái gì để mình thấy cái sự thật của nó, nương vào nơi thân. Thường thường người mới thực hành thì cái dễ nương nhất đó là thân. Thân thì nó rất là thô, thọ là một cái loại vi tế, thọ là những cái cảm giác vui buồn của mình, khổ lạc của mình, bất khổ bất lạc. Đấy là những cái cảm thọ, thọ nó vi tế hơn vì nó còn có hình sắc, không thô phù, không đụng chạm người được nữa. Còn thân thì dễ, mắt mình có thể nhìn thấy, mình có thể đụng chạm thấy được thì nó dễ hơn. Quán thân thì nó thô, rất là dễ thấy. Quán thọ vi tế hơn nhưng vẫn chưa vi tế bằng quán tâm. Quán tâm là còn vi tế hơn thọ. Tâm là cái mà nó thấy, biết cảnh, thấy cảnh. Còn pháp này cả một cái còn y tế hơn tâm. Pháp là cái gì? Là những cái gì mà do tâm nó tiếp xúc với cảnh trần mà nó sinh ra các cái trạng thái thì đấy nó là pháp. Thì bây giờ phải hiểu về cả thân thọ tâm pháp thì mình mới quán được nó. Nhưng không quán được nó mình nương vào nơi thân, quán thân. Thì bây giờ mình nương vào nơi thân thì nó quán thân. Quán thân làm sao? Nếu như mình không hiểu về thân mà quán thân,
mình có thể rơi vào cái là quán mà nó không đúng, mình sẽ rơi vào cái quán sai, tuệ chi sai, quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng thế. Nếu mình không biết thì mình sẽ quán sai. Ví dụ như là người ta quán thân này để thấy cái sự thật của thân, ví dụ như thân này thì nó có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, nó có cái sự hôi tanh bất tịnh, để mình thấy ra cái sự thật của nó là như vậy. Nhưng mà mình thấy thân thì mình cứ khen cái người kia đẹp, người kia xinh, thế thì đấy là một cái mình đang quan sát cái ảo tưởng, cái sự thật nó không có cái gì là đẹp cả. Từ bảo người kia đẹp, cái gì đẹp, tóc đẹp, cái móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, cái gì đẹp, thích cái gì, thì cho một cái đây, cho một sợi tóc về nó ngắm. Nên là thích răng, đều có cho người ta cái răng về có ngắm không? Nhưng mà đã chia sẻ mổ xẻ và phân tích nó ra rồi thì mới thấy đó là người nào mà thấy là cái thân là đẹp thì người đó đang thấy sai. Vậy thì quán ở đây là để mình thấy ra cái sự thật, thấy ra cái sự thật ở nơi thân, thấy ra cái sự thật ở nơi các cảm thọ, thấy ra cái sự thật ở tâm, thấy ra cái sự thật ở nơi các pháp. Ví dụ như thấy một sự thật về cảm thọ chẳng hạn, những người nào nói rằng là nếu bây giờ tôi mà có được cái này, có được cái kia thì tôi sẽ vui lắm, tôi mà sống được 100 năm thì chắc là tôi vui lắm. Nhưng mà đấy, cho sống luôn 200 năm em có vui không? Đấy, ngày nào cũng đói này, là khát này, nóng này, lạnh này, đuổi mũi nó bâu này, đêm ngủ thì mũi nó chích này, rồi là trời nóng nực như thế này, than vãn này, thì sống thêm ngày nào khổ ngày đấy. Sự ra thì tất cả những mọi thứ nó đều thế, những cái niềm vui đấy nó chỉ là ảo tưởng, không phải là thật. Mà trong cái vui đấy nó tiềm ẩn ở trong đấy là cái khổ, tức là ở đời thì cứ lấy cái khổ này cho là vui. Những cái cuộc đời cứ bận cứ chạy theo những cái cảnh này, sắc tài danh lợi ở thế gian, sắc thanh hương vị xúc ở thế gian, bị mình chạy theo sắc, rồi một cái ngày đấy nào đấy sắc nó biến dị, nó đổi khác, nó hủy hoại. Ví dụ mình chạy theo một cô gái đẹp mai mốt chẳng may cô ấy chết, thế là mình đi đâu về nghe nói cô này chết rồi, mình chạy vào mở cái quan tài ra thì thấy còn lại mỗi bộ xương, nhờ trợn mắt nghe răng lên, mấy con bò dòi con bọ nó đang rút rỉa ở trong đấy, tự nhiên cảm thấy ghê gớm. Thì những cái niềm vui nó không thật là vậy, những cái mà mình cho là vui thật sự nó không vui, nó là khổ. Đấy là lấy khổ mà cho là vui, chạy theo cái đấy mình tưởng là vui rồi. Khổ mà đấy là quan sát các cái cảm thọ để thấy các cái sự thật về thọ, sự thật về thọ, thì quan sát các cái tâm để mình thấy được các cái sự thật về tâm, nương vào nơi tâm, quan sát tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác để chánh niệm để chế ngự cái tham nhiều ở đời. Quán tâm ở đây ví dụ như là cái tâm này là mình hay chấp, đây là tâm của tôi, tâm này là tâm tôi, đây là cái tánh của tôi, đây là cái suy nghĩ của tôi, đây là cái hiểu biết của tôi. Cái người mà chấp vào cái tâm ấy, thì mình hay có nhiều cái tôi ở trong cái đời. Mình chấp rằng là tôi biết nhiều, tôi học rộng, tôi biết nhiều, và mình tham ái chấp thủ vào cái đấy, mình cho là những cái mình biết đấy là mình. Nhưng mà thật sự ra những cái mình biết đấy, nhưng mà những cái đấy nó cũng giả tạo. Có thể là hôm nay mình biết thì ngày mai mình cũng sẽ quên mất, rồi hôm nay mình học được thì ngày mai nó quên đi. Không phải là cái biết gì nó cũng sẽ biết mãi. Thì mình quán ra được cái, để mà thấy được cái sự vô thường ở nơi tâm. Cho nên là mình cứ bảo là tâm người này có cái tính tham, người này có cái tính sân, tính si, người này có cái tính ngoan, tính hiền. Nhưng mà tất cả những cái tính này nó có tồn tại mãi không? Sao trước nó còn bé, nó ngoan thế, gọi dạng bảo vâng, mà sao lớn lên rồi nó cứng cổ, nó cãi chặt, nó ương bướng. Cái tâm con người nó thay đổi, nó biến dị. Có thể chỉ vài năm không gặp nhau thôi, trước kia thì bao nhiêu là tri kỷ,
mà mới xa nhau có mấy năm, bây giờ gặp nạn thì đã muốn đối đầu rồi. Vì con người cái tâm nó thay đổi nhanh, nó biến đi đổi khác. Thì cái người mà quan sát tâm để làm gì? Để thấy được cái sự thật của tâm là tâm nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cho nên đừng nghe ai ai hứa, đừng có nghe ai thề, đừng có nghe ai là nói một cái câu gì đó mà mình tin tưởng tuyệt đối là cái người đó, cái tâm của họ sẽ mãi mãi như vậy. Chẳng có ai mãi mãi như vậy mà họ sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì đấy là quán tâm để thấy được cái sự vô thường của nội tâm. Chứ không phải là cái tâm nó cứ cố định mãi, cái tánh nó cứ cố định mãi, cái tư tưởng nó cứ cố định mãi, mà nó luôn luôn biến đổi. Để nương vào nơi pháp, quán sát các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự các tham ưu của đời. Pháp ở đây tức là các cái tâm, các cái trạng thái tâm sở khác nhau nó đi kèm theo với tâm. Ví dụ như là cái tư tưởng cũng là một cái loại pháp. Thì các cái pháp đấy, ví dụ như là những cái gì mà nó có cái hình danh sắc tướng, sau là mình chấp trước vào những cái hình danh sắc tướng đấy, mình cho rằng là cái này hơn cái kia kém, cái này tốt cái kia xấu. Thì tức là mình chấp vào giống như là mọi thứ nó có cái sự thật, nhưng mà thực ra mọi thứ ở trên đời này nó không có cái gì là thật. Ví dụ như mình nhìn vào cái nhà, mình thấy của cái nhà này đẹp, nhà kia xấu, nhưng mà bây giờ một cái người có chánh trí mổ xẻ ra, đem hai cái nhà đấy mổ xẻ ra, cái nhà này có một đống gạch, một đống cát, đống đất, đống xi măng, nhà một này bắt đầu nặng thành cái nhà xấu kia, nó cái mổ xẻ nó cũng thế, nó có đống gạch, cát, đá, xi măng. Đấy, khi mình đem mấy cái đấy so sánh với nhau, nó như nhau, không có cái đẹp cái xấu ở trong đấy. Vậy thì cái quán pháp để mình phá vỡ ra cái khối tưởng, cái ảo tưởng về một cái gì đó mà nó có cái tự thể, tự ngã, tự tướng, những cái đấy là giả tưởng, không phải là thật. Cái quán pháp đạt được để mình thấy cái sự vô ngã. Ví dụ mình bảo người này đẹp, người kia xấu, thế bảo vậy thì chỉ đem hai người này mổ xẻ ra, tóc so sánh với tóc, nó có răng ra thịt gân xương để so sánh với nhau thì mình sẽ thấy hôi tanh như nhau, bất tịnh như nhau. Thế thì quán sát để thấy cái gì như thế, đấy là nương vào nơi pháp, quán sát các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu được. Vậy thì niệm xứ, vậy cái khao sao lại gọi là xứ? Sao lại gọi là xứ? Xứ thường thường là những cái pháp mà để niệm đấy, niệm thâm, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tại sao lại gọi là niệm xứ? Xứ là cái gì? Xứ có phải là chú xứ? Xứ có phải là chỗ ở? Niệm xứ ở đây ấy, cái câu mà niệm ở đây là tưởng nhớ ấy, chánh niệm, tỉnh giác, suy tư và quán sát. Cái niệm ở đây là vậy, là mình phải ghi nhớ cái đối tượng đấy, mình phải hướng cái tâm mình về đối tượng đấy, nắm bắt cái đối tượng đấy, giữ tâm trên đối tượng đấy, và bắt đầu mình quán niệm, mình quán sát cái đối tượng đấy. Đó, thì đấy được gọi là niệm. Ví dụ như là bây giờ mình hướng tâm về một cái sắc thân này, mình ghi nhớ, mình luôn luôn giữ cái hình ảnh của cái sắc thân này trong tâm, bắt đầu mình quán niệm cái thân này từ bàn chân lên đến đỉnh tóc, toàn thân bao bọc bởi da, chứa đựng các cái thứ bất tịnh, đó là tóc, lông móng, răng, da, thịt gân. Thì lúc đấy mình đang suy tư, đang quan sát mà. Thì cái suy tư quan sát và ghi nhớ những cái đối tượng cần phải suy tư quan sát đấy được gọi là niệm. Vậy thì mình có thể niệm thân thì mình phải hướng tâm về thân, niệm thọ mình hướng tâm về các cảm thọ, niệm tâm mình hướng tâm về tâm, niệm pháp hướng tâm về một cái pháp nào đấy, sau đó mình suy tư quan sát nó, quan sát tỉnh giác chánh niệm trên cái đối tượng đấy, để mỗi một cái mình càng niệm nó thì trí tuệ của mình nó càng tăng lên, mình càng niệm nó thì những cái cấu uế phiền não nó càng giảm đi, mình càng niệm nó thì mình càng giác ngộ ra các cái sự thật, thì những cái vô minh nó sẽ yếu đi, những cái tham ái nó yếu đi, chấp thủ nó yếu đi, thì những cái phiền não tham sân si nó yếu đi, thì những cái ưu bi ở đời nó cũng bớt dần đi, và mình sẽ sống trong cái sự là an lạc, tự tại bất động, dần dần cái tâm của mình nó tự tại, nó không bị dao động, nó không bị dao động bởi những cái sự yêu ghét hay là khen chê, được mất hơn thua,
thì cái tâm mà nó càng lúc nó càng suy nghiệm đến điều chân chánh thì nó càng trở nên vững chắc như một cái tảng đá bất động, kiên cố vững chắc như vậy. Đấy là cái tâm có chánh niệm, chánh niệm dần dần nó đạt đến vững chắc. Xứ là cái đối tượng này, để mình giữ gì nó này. Để niệm xứ là một cái đối tượng để tưởng nhớ quan sát, đối tượng ấy khiến cho tâm trí của mình thanh tịnh, đạt được trí tuệ giải thoát, chế ngự được tham nhiều đời. Thì đấy là cái niệm xứ. Những cái đối tượng cần phải quan sát trong cái bài tham này là này cái gì đây? Này cái đối tượng ở đấy được gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Đây là những cái đối tượng hay là những cái chú xứ, cái tâm của mình luôn luôn an trú ở những cái nơi này. Đó, có bốn đối tượng mình cần phải niệm để chế ngự ở tham nhiều đời. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đấy là cái chú xứ như là một cái nơi ở an toàn. Cái thân của mình nó còn có chú xứ, nó là ví dụ ngôi nhà là một cái chú xứ. Mình luôn luôn ở trong nhà mình, hoặc là mình ở trong một cái xóm làng của mình, ở trong một cái khu vực của mình thì mình sẽ an toàn. Ví dụ bây giờ mình cứ ở trong nhà mình thì không ai dám đến bắt nạt mình. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình cứ đi năng lông bông ở bên ngoài, mình có thể sẽ bị người khác bắt nạt. Cho nên là tất cả những cái đối tượng nào cũng vậy, mình có một cái trú xứ thì mình sẽ an toàn. Mình có thể an toàn bởi thời tiết nóng lạnh, đói khát, hay là những cái sự nguy hại của những cái đối tượng bất thiện, những cái đối tượng ác nhân, ác thú, nó không tấn công được mình. Cũng như vậy, thân mình có cái trú xứ để an trú, tâm cũng cần phải có một trú xứ để nó an trú. Ví dụ như mình trú ẩn ở một cái pháp quán niệm, đó là niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm, niệm pháp. Mình lấy những cái đấy làm trú xứ thì phiền não nó không tấn công được mình, tham dục nó không tấn công được, sân hận nó không tấn công được, si mê nó tà kiến, những cái đấy nó không tấn công được, sầu bi ưu não nó không tấn công được. Đấy là do tâm mình có một trú xứ an toàn ở đấy. Vậy thì mình cần phải thiết lập một cái trú xứ này, xây dựng một cái trú xứ này, nó càng vững mạnh càng tốt, càng vững chắc thì mình càng an ổn. Một cái ngôi nhà nó càng kiên cố thì mình sẽ an ổn. Dù có bị động đất sóng thần hay là gió bão, mình trú ở trong ngôi nhà đấy không sợ, yên tâm. Đấy là cái yên ổn ở nơi thân. Bây giờ mình muốn cho cái tâm mình có một chỗ yên ổn, mình phải xây dựng những cái pháp quán niệm, niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm, niệm pháp, là một cái ngôi nhà, một cái trú xứ của tâm. Mình phải xây dựng cho nó thật vững chắc. Vậy thì mình phải có một cái pháp môn để tu tập nó thật mạnh mẽ, thật vững chắc, thì cái tâm mình thật là an ổn, không bị những cái giặc cướp bên ngoài nó xâm nhập, nó làm hại. Còn nếu mà cái nhà mình yếu là mưa nó cũng có thể dột. Nếu mà bây giờ làm cái ngôi nhà mà cầu thả, một cái trận mưa dông thôi nó tốc má, bão nó sẽ đánh đổ từ cái móng đổ lên, và có thể người ở trong nhà sẽ bị chết. Mà nếu mà cái người nào cái niệm mà yếu, tu tập mà không vững chắc thì mình sẽ bị tham dục nó đánh đổ, bị sân hận nó đánh đổ, bị tà kiến si mê lôi kéo mình đi theo tà đạo, ác đạo, đi đọa ác thú địa ngục, ác quỷ xuất sinh. Nên là mình phải có một cái chỗ, một cái pháp quán niệm thật là an ổn, thật là vững chắc. Vậy thì mình muốn có cái trú xứ cho tâm này, mình phải xây dựng từng bước, mình xây dựng, mình phải có một cái công phu, phải có một cái thời gian rèn luyện cho cái tâm của mình, cho cái chánh niệm của mình nó thật là vững vàng và chắc chắn. Đấy là cho nên gọi là trú xứ. Cho nên Đức Phật có một cái lần, hoặc Đức Phật có một cái bài một kinh nói về một cái câu chuyện là có một cái con chim cút đấy, hay con chim chích thì nó đi ăn. Mọi khi nó ăn trong cái trú xứ của nó thì nó không sao, hôm đấy nó đi đến một cái làng khác, nó kiếm ăn thì không may nó bị con diều hâu bắt đấy. Để bắt nó thì lúc đấy nó mới than rằng thật là bất hạnh cho ta, nếu như ta mà không đi ra khỏi trú xứ, ta mà ở trong trú xứ của ta thì cái con diều hâu này đâu phải là đối thủ của ta. Hôm nay vì ta đi hành hạ bằng cái trú xứ khác, ta đi ra khỏi trú xứ của mình cho nên đi bắt nạt. Con diều hâu nó bảo này, cái chim nhỏ bé này,
dù ngươi có ở đâu thì cũng là mồi cho ta. Thì chú xứ này là có quan trọng gì? Thế ông bảo không tin, ông thả tôi ra xem được, ta sẽ thả cho ngươi về chú xứ của ngươi. Và chú xứ của tôi là ở những cái chỗ đống đất kia, có những cái hốc đất kia. Ở đấy ngươi hãy trở về chú xứ, ta sẽ bắt ngươi dễ dàng. Thế con chim cút nó chạy về cái chú xứ, cái hốc đất đấy. Thế con diều hâu bay theo, dùng hết cái đàn của mình để bắt con chim nhỏ bé. Thì con chim này nó nách vào trong một cái khe đất, thế là con diều hâu bay xuống đập vào cái khe đất đấy, vỡ tan ra, vỡ tim mà chết. Thế thì Đức Phật bảo vậy thì mình an trú trong chú xứ của mình thì mình sẽ an toàn, đi ra ngoài chú xứ là sẽ gặp nguy hiểm. Cũng vậy Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các vị hãy an trú trong chú xứ của mình, đừng có đi lạc vào chú xứ khác. Nếu đi lạc vào những cái chú xứ khác, mình sẽ trở thành mồi của ác ma. Vậy thì chú xứ của các tỳ kheo là gì, của những người tu tập là gì? Chú xứ đấy đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Mình hãy luôn luôn an trú tâm mình trên một cái đề mục niệm thân, quá hơi thở vào ra, niệm oai nghi, niệm tử thi, niệm mộ siêu, niệm sát chết, niệm tứ đa, hoặc là niệm thọ, quán các cái cảm thọ sinh lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thọ ấy là vô thường, khổ, vô ngã, không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Quán các cái tâm, tâm có tham, tâm có sân, tâm có si thì bị ấy biết. Tâm có tham, có tâm, có si, tâm vô tham, vô tâm, vô si bị ấy phải biết. Bị ấy biết thân hay là biết tâm, biết thọ, biết pháp thì vị ấy phải biết. Biết cái sự tập khởi, các cái nhân sinh ra đó, biết cái sự hoại diệt của nó, biết con đường đưa đến hoại diệt của nó. Phải nhàm chán đối với thân thọ tâm pháp, phải ly tham, phải đoạn diệt cái tham ái chấp thủ, phải từ bỏ cái tham ái chấp thủ đấy để đạt được chánh trí, để chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp này. Thực hành quán niệm như thế, niệm thân, thọ, tâm, pháp như thế là mình đang an trú ở trong cái chú xứ của mình. An trú ở trong chú xứ của mình thì mình sẽ an toàn, không có bị giặc cướp nó tấn công, không có bị một cái đối tượng nào đến nó quấy nhiễu, tâm của mình sẽ mới có thể được an ổn, được an trú. Đấy thì là đấy là những cái gọi là những cái chú xứ, cho nên gọi là niệm xứ như vậy. Bốn cái pháp niệm xứ để tâm của mình phải có một cái chú xứ, thân mình có chú xứ. Nhưng mà mình làm trong một cái nhà cho cái thân này thì nó dễ, nhưng mà cái tâm của mình ấy, mình ngồi đây nhưng mà tâm nó chạy khắp mọi nơi, nó chạy lăng xăng khắp mọi nơi, nhưng mà nó đi đâu thì đi, mình cứ cột nó vào trong một trong bốn pháp này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này, thì là mình sẽ an toàn, mình không bị gặp nguy hiểm. Còn nếu mà mình không có cái mà niệm thân thọ tâm pháp này thì lúc đấy mình niệm cái gì? Lúc đấy mình mà không có bốn niệm xứ này thì mình sẽ niệm về các cái cảnh hữu dục, thấy sắc là khả ái, khả hỉ, khả lạc, hấp dẫn, liên hệ đến dục, dục tham khởi lên, liên hệ đến sân, sân hận khởi lên, liên hệ đến tà kiến khởi lên, thấy âm thanh khả ái, khả hỉ, khả lạc, hấp dẫn, liên hệ đến dục, dục tham, sân hận, tà kiến, si mê khởi lên, thấy hương, thấy vị, thấy xúc, thấy pháp, thấy những cái cảnh đấy cả ái cả hỉ hấp dẫn thì liên hệ đến dục tham sẽ khởi lên. Thì những cái dục tham đấy nó là câu ế phiền não, nó tấn công vào tâm, nó làm cho tâm mình trở nên ô nhiễm và nó lôi kéo mình đi vào cái đọa xứ, nó sẽ làm cho mình chìm đắm ở trong cái dòng luân hồi sinh tử lâu dài. Vì vậy đấy là lý do mà mình cần phải thiết lập một cái chú xứ, đó là mình phải niệm xứ, phải niệm thân thọ tâm pháp này, đấy là niệm thân. Niệm thân ở đây là tất cả những cái gì mà nó liên quan đến thân. Bây giờ mình học một cái niệm thân để về còn niệm thân nhá. Niệm thân thì còn niệm thân là thực hành chánh niệm tỉnh giác để biết và thấy các sự thật xuất hiện ở nơi thân. Ví dụ như chánh niệm tỉnh giác nhận biết các quay nghi đi đứng nằm ngồi, đây cũng là một cái pháp về niệm thân. Ví dụ như khi đi thì ấy biết mình đang đi, khi đứng thì ấy biết mình đứng, khi nằm thì ấy biết mình nằm, khi ngồi thì ấy biết mình ngồi. Đấy là một cái pháp niệm này rất là cơ bản là để cho mình không nghĩ năng sang những cái chuyện khác,
để cho cái thân, cái tâm này nó chú vào những cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi mỗi co cúi ngước lúc nào mình cũng có trải nghiệm, mình cũng tỉnh giác như vậy. Chứ mình không phải là khi đi mà mình không biết mình đang đi, khi đứng mình không biết mình đang đứng, vì lúc đấy cái tâm của mình đang bị triển miên theo những cái ảo tưởng về những cái giác quan, những cái chuyện quá khứ tương lai, những cái chuyện miễn mộng mơ hồ, thì đấy là mình không có trải nghiệm. Còn cháu có trải nghiệm thì mình biết mình giữ gì những cái oai nghi, từ cái đi đứng nằm ngồi cũng phải trang nghiêm đầy chỉnh, không phóng dật, không phóng túng, thì dần dần mình sẽ trở nên người có uy nghi tế hạnh, từ những cái có thì mình sẽ trở thành một cái người đàng hoàng, nghiêm chỉnh, lịch sự, văn hóa, văn minh. Đấy, từ những cái niệm về cái oai nghi này nó sẽ chấn chỉnh lại những cái cử chỉ, những cái hành động ở nơi thân của mình. Sau đó thì mình sẽ tu tập chánh niệm trên cái hơi thở vào ra, hơi thở vào thì biết hơi thở vào, hơi thở ra thì phải biết hơi thở ra. Chánh niệm tỉnh giác như vậy, khi đi cũng biết hơi thở nó vào ra, khi đứng cũng biết hơi thở nó đang đi vào ra, khi nằm, khi ngồi, khi duỗi co cúi ngước, thì tất cả những cái hoạt động đấy mặc kệ nó, mình vẫn biết hơi thở vào ra. Đấy là mình chánh niệm tỉnh giác, nhận biết hơi thở vào ra trên các quay đi, đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước, khi ngồi thiền mình cũng biết hơi thở vào ra, khi mình đi thiền hành cũng biết hơi thở vào ra, khi nhấc chân, khi bước chân, rồi là khi đứng, khi nằm, khi ăn, khi ngủ, lúc nào mình cũng nhận biết hơi thở vào ra như vậy. Đấy cũng là một cái dạng chánh niệm tỉnh giác, để mình nhận biết. Đấy là quán thân trên thân, hay là quán sát 32 thể trưởng. Cái thân này, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân, xương, thủy, thận, thì càng là ngay khi quán một lúc mà cả 32 cái thì với người sơ cơ nó sẽ rất là mệt. Lúc mình chỉ cần quán 5 cái thôi, quán 5 cái này, ví dụ mình đưa tâm lên đầu này, mình hình dung ra mình soi gương trước mình nhìn vào cái tóc của mình nó màu gì nữa. Ai có tóc trắng thì mình quán tóc trắng, ai có tóc đen thì quán tóc đen, ai tóc vàng thì quán tóc vàng. Mình thấy chân tóc nó nằm ở dưới da, nó phải cắm sâu vào trong da mình một chút bằng người hạt tóc. Hoặc tóc là ở cái đầu, trên đầu, ai cạo đầu rồi thì cái tóc ngắn xíu hơn, nhưng mà nó vẫn có chân tóc và ngọn tóc. Mình phải thấy được như thế. Nên là tóc này thì niệm tóc, lông này mình phải quán từ lông trên mặt trên da trên người mình. Mình cần biết này, vậy là lông. Móng thì mình phải thấy được móng ở bàn chân, móng ở tay. Móng này nó phải có một cái phần móng cắm vào trong thịt, cái phần móng ở bên trên. Răng thì mình cũng phải thấy được cái răng là nó ở bên trong lợi, nó cắm vào cái xương hàm ở bên trên ngọn răng. Tóc, lông, móng, răng, da, quán cái thân này nó giống như một cái túi, một cái túi da bất tịnh thôi, giống như là một cái bao tải. Đấy, thì mình quán là từ bàn chân lên đến đỉnh tóc này, thì nó được bao bọc bởi một cái bộ da này, giống như mình nộp da con rắn ấy. Như thế nào thì cái da con người nó cũng giống như một cái bao như thế, nó bao bọc ở bên trong là những cái thứ bất tịnh. Tóc, lông, móng, răng, da, da, rồi mình lại cứ quán đi quán lại như thế. Da, răng, móng, lông, tóc, tóc, lông, móng, răng, da, da, móng, lông, tóc, cứ quán đi quán lại, quán ngược quán xuôi như thế, để cho tâm mình nó an trú vào đấy, nó trú ngụ ở trên đấy, nó quán chiếu ở trên đấy, nó tỉnh giác ở trên đấy, nó chánh niệm ở trên đấy. Đi đứng nằm ngồi mình cũng quán tóc, lông, móng, răng, da, duỗi co cúi ngước cũng ra quán móng, lông, tóc, cái tóc, lông, móng, răng, da, da, móng, móc như vậy mình quán. Cứ quán như vậy thì nó sẽ sinh đến nhàm chán. Thấy cái thân này nó chỉ là cái túi chứa đựng ở bên trong đấy những cái đồ ô uế bất tịnh, rồi là thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, não, cổ, vật mạc, bụng, phân, mật, đàm, mùi máu, mồ hôi, nước bọt, nước mũi, nước cấp, xương, nước tiểu. Thì cứ quán ngược, quán xuôi, quán xuôi, quán ngược như thế. Mình thấy là cái da này nó là cái túi da, nó bao bọc ở bên trong là 32 thứ ô uế bất tịnh khác nhau. Đấy là cái chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Thế là lúc đấy mình yêu ai, ôi sao mình lại yêu cái túi da đựng toàn những đồ bất tịnh, có ghét ai và ôi sao mình lại ghét cái túi da đựng toàn những đồ bất tịnh. Thế là mình có sầu bi một cái gì mà còn mình cũng là cái túi da đựng đồ bất tịnh, cái túi da đựng những cái thứ hôi tay mình làm gì mà biết sầu bi. Thế cứ quán như thế thì tự nhiên nó sẽ diệt trừ, chế ngự được các triền cái, chế ngự được các tham ưu của đời. Vì đó có thể quán về tử thi cũng được. Mình có thể nhìn thấy một cái tử thi nào đó,
một cái người nào đó đã chết rồi, thì mình hình dung tưởng tượng cái tử thi đấy nó giống như đang trước mặt mình quan sát cái tử thi đấy, từ đầu đến chân toàn là sâu bọ, toàn là giòi bọ nó đang quyết liệt mình quan tử thi bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, quan sát như thế cũng đấy gọi là quán thân trên ngoại thân. Nó có cái quán thân trên nội thân và quán thân trên ngoại thân. Thì cái mà mình quán ở bên trong mình là trên nội thân, quán ở bên người bên ngoài là quán bên ngoại thân. Thì đấy là cái pháp gọi là quán thân trên thân. Thì bây giờ cứ tập quán như thế. Mình cái cơ bản đầu tiên là mình quán được các cái vai đi. Khi đi mình biết đi đứng nằm ngồi, biết đi đứng nằm ngồi. Sau đó là thực hành đến thiền hơi thở. Thì khi đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn quán được cái hơi thở. Hoặc là mình quán hơi thở mà thấy nó không phù hợp thì chuyển sang quán 32 thể trưởng, tóc lông móng đang ra. Thì đi đứng nằm ngồi mình cũng luôn luôn quán sát như thế. Mình phải dùng cái trí thấy được cái trên đầu mình có bộ tóc, quán nó là tóc. Mình phải dùng cái trí thấy tóc mình được phủ bởi những cái lớp lông tơ thì mình quán nó là lông. Mình phải dùng cái trí thấy được những cái móng chân móng tay đó là móng, là răng, là da, thịt gân xương đấy, mình được quán dần dần cứ năm cái một mà quán. Thì đấy là các quán thân, quán niệm xứ, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác như thế. Đi đứng nằm ngồi, lưỡi co cúi ngước, lúc nào ở đâu, bất cứ thời điểm nào mình cũng quán như vậy. Thì cái niệm của mình càng lúc nó càng mạnh lên, nó càng vững vàng, nó càng chắc chắn. Tâm của mình nó sẽ bớt năng sang, bớt suy nghĩ những cái chuyện những cái tham hạ niệm nhiên hệ đến tham sân si nó sẽ bớt đi. Mà nó quán sát được những cái này thì nó sẽ làm tăng trưởng chánh trí, làm tăng trưởng trí tuệ, làm yếu ớt những cái tâm câu uế phiền não. Đấy là một cái cách mà làm cho tâm của mình được an ổn. Hoặc là quán về tử thi, hoặc là quán về tứ đại. Quán tứ đại này thì nó sẽ là một bài nó dài và khó, vì khi quán tứ đại thì cái thân này nó sẽ vỡ bung ra và nó sẽ thấy được các cái hạt sắc chân đế, nó sẽ thấy được cái sắc luộc, nó thấy được những cái pháp ở cái những cái sự thật tối hậu khi mà thực hành đến quán tứ đại. Đây là cái cách niệm thân, làm sao niệm thọ này, mình học đến đây để người hồi hướng. Idam me tu